5 hình thức quảng cáo PR khuyến mãi tiếp thị trực tiếp và bán hàng cá nhân là 5 công cụ trong marketing. Và với 5 công cụ này, khi mà ta đưa chúng lên các phương tiện truyền thông phổ biến như là TV, báo đài, internet để truyền tải tới người xem thì sẽ hình thành nên các hình thức làm truyền thông IMC mà các bạn có thể theo dõi ở dưới đây. Theo cách làm marketing truyền thống trước kia thì thời kỳ mà internet chưa phát triển ở Việt Nam, các phương tiện trên internet thì còn rất là đơn giản. Với những hình thức như là website, email hay là mạng tìm kiếm Google thì các công cụ quảng cáo và PR được truyền tải trên kênh đại chúng như là TV, báo chí thì được các công ty lớn và các tập đoàn đa quốc gia sử dụng rất là nhiều. Từ đó họ có thể chiếm lĩnh được thị trường Việt Nam một cách nhanh chóng. Còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thời kỳ đó thì chủ yếu tập trung vào sử dụng đội ngũ bán hàng cá nhân kết hợp với việc sử dụng công cụ khuyến mãi để bán hàng. Hình thức quảng cáo truyền thống thì như có đề cập ở phần trước, quảng cáo là hình thức trả tiền trên các phương tiện truyền thông để thuê không gian tại đó. Với ba dạng cơ bản đó là hình ảnh, video, chữ viết, quảng cáo có thể trình chiếu những dạng này trên các không gian được thuê để thu hút sự chú ý của khách hàng. Khi mà công cụ quảng cáo được thể hiện bằng video trên TV hay là trong các rạp chiếu phim, trên các LCD cỡ lớn ngoài trời hay là trong các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại thì ta sẽ có hình thức quảng cáo TVC hay là LCD app. Khi công cụ quảng cáo được thể hiện chủ yếu bằng hình ảnh trên các trang báo, tạp chí in ấn thì ta có hình thức quảng cáo print ad và đây cũng chính là hình thức quảng cáo lâu đời nhất. Editorial là hình thức quảng cáo được thể hiện qua những bài viết kết hợp với cả những hình ảnh minh họa được bút trên các trang báo, mượn uy tín của những tờ báo này để quảng bá trực tiếp về sản phẩm dịch vụ. Khi mà công cụ quảng cáo được thể hiện bằng âm thanh trên các đài phát thanh radio thì ta sẽ có hình thức quảng cáo radio ad. Khi công cụ quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh trên phương tiện giao thông công cộng như là xe bus hay là taxi thì chúng ta sẽ có hình thức quảng cáo trên spot. Hình thức quảng cáo billboard là việc thể hiện công cụ này bằng những hình ảnh khổ lớn ở ngoài trời. Hình thức quảng cáo này còn có tiếng gọi khác đó là quảng cáo pano hay là quảng cáo outdoor. Street furniture là hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh tại các nhà chờ xe bus, các bốt điện thoại hay là các bốt tại nhà ga sân bay. Display app là hình thức quảng cáo hiển thị trên các trang web, thường ở dạng hình ảnh hoặc là video. Có thể có những cái đoạn video 5 giây cắt ngang qua khi mà chúng ta đang xem clip trên một trang web nào đó. Cũng có thể là những cái hình ảnh banner hoặc là hình ảnh động, hình ảnh tĩnh, chạy dọc, chạy ngang. Hoặc là những cái dạng quảng cáo pop-up hiện lên và tự động biến mất sau một khoảng thời gian ngắn. SEM là quảng cáo chữ viết trên các trang tìm kiếm như là Google. Khi mà các bạn tìm kiếm một thông tin nào đó trên những cái trang tìm kiếm này thì kết quả đầu chính là những cái thông tin được quảng cáo. SMS marketing đó là dạng quảng cáo chữ viết được gửi dưới dạng tin nhắn thông qua điện thoại. POSM đó là quảng cáo hình ảnh trên các vật phẩm trưng bày tại các điểm bán hàng của công ty như là đại lý, các cửa hàng quầy kệ trong siêu thị hay là các điểm bán hàng lưu động trên đường phố. Hình thức PR truyền thống đó là dùng các hoạt động để chiếm được thiện cảm của người tiêu dùng bằng những cái hình thức như là khi mà công cụ PR được kết hợp với các phương tiện báo chí tạo thành những cái bài báo mang quan điểm cá nhân của tác giả, chia sẻ những giá trị kinh nghiệm liên quan đến đời sống và lồng ghép vào một cách rất là khéo léo về một số sản phẩm để giải quyết được những cái vấn đề đã nêu trong bài báo thì đây gọi là hình thức editorial. Trực tiếp sự kiện là hoạt động PR tổ chức sự kiện, thường thì là những sự kiện mang tính cộng đồng được ghi hình trực tiếp trên sóng truyền hình, mà điển hình nhất đó là sự kiện trực tiếp về Nick Music truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam tại sân vận động Mỹ Đình do công ty Tuần Hoa Sen tổ chức mà khá là rầm rộ. Talk show đó là những cuộc trò chuyện với những chuyên gia tư vấn để chia sẻ kiến thức đến cộng đồng nhằm giúp cho mọi người giải quyết vấn đề, có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Talk show PR mà chúng ta hay bắt gặp trên truyền hình hay là phát thanh thường là những cái cuộc trò chuyện với bác sĩ tư vấn về sức khỏe, rồi tư vấn về tình yêu hôn nhân của một doanh nghiệp tổ chức. Họp báo là những buổi ra mắt chính thức, thông báo với nhà báo, phóng viên của báo đài để họ đưa tin đến công chúng về việc công ty sẽ tổ chức một sự kiện nào đó. Lễ ra mắt thì đó là việc chúng ta tổ chức một sự kiện chính thức ra mắt thương hiệu của công ty, thông báo về sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường. Khai trương là tổ chức khánh thành cái điểm bán hàng chính thức của doanh nghiệp, mang tính chất thu hút khách hàng và cư dân xung quanh, cũng như là khuếch trương quy mô của cửa hàng, đại lý của công ty đó. Ra mắt sản phẩm thì là sự kiện ra mắt giới thiệu dần sản phẩm hoặc là một sản phẩm mới trước công chúng. Trình diễn thời trang đó là việc sự kiện ra mắt của bộ sưu tập thông qua việc biểu diễn của các người mẫu đứng trước mặt các khách mời.
Hình thức thi đấu đó là việc tài trợ hoặc là tổ chức những sự kiện, trò chơi mang tính chất đối kháng để tìm ra một người chiến thắng. Lễ hội là việc chúng ta tài trợ hoặc là tổ chức ra những cái hoạt động lễ hội ngoài trời có sự tham gia đông đảo của mọi người, với mục đích đó là giao lưu, kết nối và giải trí là chủ yếu. Hội chợ đó là việc chúng ta tập kết các đại lý của các nhãn hàng để tổ chức ra các hoạt động thương mại bán hàng, có thể kết hợp cả dịch vụ vui chơi, nhưng mà mục đích chủ yếu của sự kiện này vẫn là quảng bá sản phẩm bán hàng. Gây quỹ từ thiện đó là việc tổ chức các hoạt động kêu gọi sự quyên góp ủng hộ của một nhóm cộng đồng nào đó trong xã hội. Hỗ trợ cộng đồng đó là các hoạt động vận động trao thưởng để cổ vũ tinh thần, lan tỏa giá trị cộng đồng như là bảo vệ môi trường, khuyến khích giáo dục hay là hỗ trợ sức khỏe. Hình thức khuyến mãi truyền thống đó là việc kết hợp các hình thức quảng cáo, nội dung khuyến mãi thường được chia sẻ trên các phương tiện có tính chất dễ thay đổi và dùng trong ngắn hạn như là cái TVC quảng cáo khuyến mãi, các quảng cáo frame LCD hay là banner để hiển thị hình ảnh của những chương trình khuyến mãi. Chủ yếu thì các hình thức khuyến mãi được thực hiện tại các điểm bán trên các sản phẩm hỗ trợ bán hàng POSN. Các hình thức truyền thông của khuyến mãi mà khách hàng chúng ta hay bắt gặp chính là những cái phiếu giảm giá, những thẻ cào trúng thưởng này, các vật phẩm sau khi mà tiêu dùng sản phẩm như là nắp chai, que kem dán nhãn để đem đi đổi thưởng, những chương trình mua combo hay là mua một tặng một. Hình thức bán hàng truyền thống thì các hình thức bán hàng cá nhân chủ yếu vẫn là gửi bán hàng trực tiếp tại điểm bán và gián tiếp thông qua danh sách khách hàng, tele sale để hẹn gặp. Ngoài ra thì có thể sử dụng email để gửi thư chào hàng hay là những email chăm sóc khách hàng trước và sau khi mua. Hình thức direct marketing truyền thống đó là catalog. Đây là hình thức sơ khai nhất, chính là việc cầm những cái cuốn catalog để giới thiệu trực tiếp với khách hàng về sản phẩm dịch vụ. Nếu như họ có nhu cầu thì có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại in trong catalog để đặt hàng. Direct TV thì trên kênh TV cũng có thể làm direct marketing thông qua những đoạn quảng cáo bán hàng trực tiếp. Khác với quảng cáo thông thường, dạng quảng cáo đã thể luôn thúc giục người nghe nhấc máy lên để gọi điện đến hotline để mua sản phẩm. Điển hình là những đoạn video cho các kênh truyền hình mua sắm trực tiếp như là TV shopping. Trên kênh website ta cũng có thể làm một trang web đơn, đó là landing page, hay là một website giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ nhằm thuyết phục người xem gọi điện hay là đăng ký thông tin. POP đó là các điểm bán hàng trực tiếp, chắc chắn không thể không góp mặt trong các hoạt động direct marketing rồi. Có thể kết hợp thêm các vật phẩm hỗ trợ bán hàng như là POSM hay là đội ngũ nhân viên kinh doanh, salesman trực tiếp và gián tiếp.